Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo qua sách và bài tập. Ôn tập cuối năm, bài ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất. Thì đây là bài cuối cùng của chương trình môn toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo. Qua video này, thầy giáo cảm ơn tất cả các em đã đồng hành và ủng hộ kênh Thành Đô Vlog trong suốt thời gian qua. Hy vọng các em tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh Thành Đô Vlog trong chương trình môn toán lớp 4. Rồi chúng ta vào bài hôm nay. Phần luyện tập 1. Thống kê khối lượng gạo nhập về cửa hàng, viết vào chỗ chấm. Đọc nội dung trong sách giáo khoa, ghi lại số lượng bao gạo từng loại. Rồi trước hết là các em quan sát gạo nàng hương. Ứng với tất cả là bảy vạch đúng không? Mỗi vạch ứng với một bao gạo. Ở đây chúng ta có 5 này, cộng 2 bằng 7 này. 7 vạch thì sẽ ứng với 7 bao. Gạo tài nguyên 5 cộng 4 bằng 9. 9 bao. Gạo 8 xoan 5 vạch ứng với 5 bao. Gạo ST25, 2 vạch ứng với 2 bao. Gạo 1 bụi, 6 vạch ứng với 6 bao. Hoàn thiện bảng thống kê khối lượng gạo. Tính khối lượng gạo mỗi loại, mỗi bao cân nặng 50 kg. Đem quan sát mẫu, gạo nàng hương có 7 bao. Một bao nặng 50 kg, 7 bao sẽ nặng 50 x 7, 50 kg x 7 bằng 350 kg. Tương tự tài nguyên có 9 bao, kèm lấy 50 kg x 9, 50 x 9, 5 x 9 bằng 45, 45 chục, chục thì kèm thêm một chữ số 0 vào đằng sau, tức là bằng 450 kg. 8 xoan 5 bao 50 kg x 5, 50 x 5 bằng 25 chục đúng không? 5 x 5 bằng 25, 25 chục tức là 250 kg. ST25, ST25 2 bao 50 kg x 2, 50 x 2 bằng 10 chục, 10 chục tức là 100 kg. Gạo 1 bụi 6 bao 50 kg x 6, 5 x 6 bằng 30, 30 chục tức là 300 kg. Rồi các em hoàn thành bảng số liệu các loại gạo nhập kho. Loại gạo nàng hương 7 bao, số bao là 7, khối lượng là 350 kg. Tương tự, chúng ta vừa thống kê được gạo tài nguyên 9 bao, nặng 450 kg. 8 xoan 5 bao, nặng 250 kg. ST25 2 bao, nặng 100 kg. Một bụi 6 bao, nặng 300 kg. Rồi tiếp theo câu E, gạo nào nhập về nhiều nhất và cụ thể là nhập về bao nhiêu kg. Rồi muốn biết gạo nào nhập về nhiều nhất thì các em so sánh khối lượng các loại gạo. Chúng ta sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Được chưa? 100 bé hơn 250, 250 bé hơn 300, 300 bé hơn 350, 350 bé hơn 450. Thì trong đó số 450 là số lớn nhất. 450 kg là của gạo tài nguyên. Vậy gạo tài nguyên nhập về nhiều nhất, cụ thể là 450 kg.
Câu B, gạo nào nhập về ít nhất? À, số 100 là bé nhất trong các số này. 100 kg là gạo ST25 nhập về ít nhất, cụ thể là nhập về 100 kg. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 2. Đúng ghi D, sai ghi S. Các khả năng xảy ra khi xe ô tô di chuyển đến ngã tư. A. Xe có thể rẽ trái. Đúng hay sai? A. Chúng ta quan sát thấy khi đến ngã tư thì có biển. Biển này gọi là biển cấm rẽ trái. Cấm rẽ trái nhưng có thể quay đầu xe. Được chưa? Cấm rẽ trái. Như vậy xe có thể rẽ trái là sai. B. Xe có thể rẽ phải. À, cấm rẽ trái tức là có thể rẽ phải hoặc là có thể đi thẳng. B. Xe có thể rẽ phải. Có thể rẽ phải là đúng này. C. Xe có thể đi thẳng. Có thể đi thẳng là đúng này. Được chưa? Rồi, bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong chương trình môn toán lớp 4, sách Chân trời sáng tạo.